vào chiều ngày 26 tháng 4, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc Ngân 98 cùng ca sĩ Lương Bằng Quang đến làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình làm việc kết thúc vào lúc 11 giờ trưa ngày 26 tháng 4. Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn cho việc hoàn thiện các thủ tục khởi kiện Hoa hậu Nam Em cho đúng quy định của pháp luật. Trước đó vào tối ngày 20 tháng 4 trong buổi livestream, Ngân 98 cho biết cô đã nhận được giấy mời làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 26 tháng 4. Theo Ngân 98, việc cô kiện những người tung tin bịa đặt xúc phạm mình trên mạng có thể không có kết quả nhưng vẫn làm đến cùng. Nên đi dây lo ngại, giới trẻ bắt chiếc, bịa chuyện và bôi xấu người khác miễn không nhắc tên tuổi cụ thể, năm sinh nhờ gợi ý của ai đó. Cô cũng không muốn có thêm nạn nhân bị bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội. Về phía Lương Bằng Quang, anh mong muốn đây là lần cuối phải làm việc với cơ quan chức năng về những thông tin sai sự thật. Chúng tôi ngại chia sẻ những chuyện kiện tụng và mong muốn đây là lần cuối cùng phải làm việc này. Nếu không đi tới cùng, họ sẽ quen thói và suy nghĩ cứ lên mạng rồi chửi bới, vu khống người khác. Họ nói Ngân 98 lừa đảo 500 đến 600 triệu đồng, lừa đảo các cô gái trẻ làm đại lý bán hàng rồi mới có tiền, sở hữu nhiều tài sản giá trị. Đây là thông tin vu khống trắng trợn, không hề có bằng chứng. Hơn nữa, Ngân 98 cũng là nạn nhân miệt thị ngoại hình. Họ không chỉ dùng những lời lẽ nặng nề, sỉ nhục khi nói cô ấy mà còn khinh thường công việc DJ. Theo Lương Bằng Quang, ban đầu anh và Ngân 98 lo ngại về những thông tin tiêu cực của mình trên mạng xã hội có thể ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, khá bất ngờ khi cộng đồng mạng có phản ứng ngược. Họ có động thái chia sẻ, động viên và bảo vệ Ngân 98 trước những chỉ trích, chê bai và miệt thị ngoại hình. Công việc của chúng tôi không ảnh hưởng, thậm chí nhận được nhiều lời mời biểu diễn hơn. Tuy nhiên, về việc vu khống lừa đảo chúng tôi phải làm đến cùng. Thời gian vừa qua, Ngân 98 và phía Nam Em Quế Vân liên tục livestream lời qua tiếng lại. Nam Em chỉ trích Ngân 98 ăn mặc hở hang, kiếm tiền bằng việc khoe vòng một. Khi cùng livestream với Quế Vân, Hoa Khôi tỏ ra coi thường nghề nghiệp và cách sống của Ngân 98. Còn phía Quế Ngân, cô khẳng định nếu kiện mình chỉ là kiện củ khoai. Về phía lập luận, chưa từng nhắc tên tuổi cụ thể nhân vật nào. Tuy nhiên, nhiều khán giả không đồng tình với cách Quế Vân bóng gió, chỉ bới ẩn danh không gian trên mạng. Về phía thái độ của Nam Em giữa tin đồn triệu tập lần 3, theo đó nữ ca sĩ vẫn tiếp tục livestream bán hàng và giải đáp thắc mắc về sản phẩm với người mua. Khi được hỏi về việc có phải là nhân vật đang bị DJ Ngân 98 kiện tụng hay không, người đẹp quê Tiền Giang phớt lờ, không quan tâm mà chỉ tập trung tư vấn sản phẩm. Bên cạnh đó, cô cho biết đang cố gắng kinh doanh để có kinh phí thực hiện những sản phẩm âm nhạc còn đang bị bỏ dở. Trước đó, Nam Em vướng phải ồn ào khi bị Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phạt 2 lần với tổng số tiền là 47,5 triệu đồng về 2 hành vi. Hành vi thứ nhất là cung cấp thông tin gây hoang mang cho nhân dân, hai là cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Hiện tại, Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015 đang ở Đà Lạt cùng bạn trai để chữa lành và bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Chia sẻ sau 2 lần bị phạt, Nam Em cho biết, bị gọi 2 lần cũng đủ để cảnh tỉnh rồi, lúc đó tôi bị stress và bất cần nên bây giờ đang tìm mục đích sống để muốn thay đổi. Nói chung là khi mình làm sai gì đó mà mình chưa nhận ra là do chưa tìm thấy mục đích sống đúng. Khi đã tìm được mục đích sống của mình, tôi sẽ cố gắng thay đổi nhiều hơn. Bây giờ tôi không muốn chửi nhau nữa đâu, vì sợ nghiệp. Thời điểm đó do tôi stress, đi làm thấy bất công nhiều quá nên đánh mất lý trí. Lúc đó cảm xúc lên nhiều thì lý trí bằng không, còn bây giờ hiểu được luật hấp dẫn. Nghĩa là bây giờ mình vui vẻ, tích cực, năng lượng tích cực sẽ thay đổi những điều xấu. Bây giờ tôi rất hoan hỉ, đọc bình luận tiêu cực cũng không bị ảnh hưởng, chứ ngày xưa dễ bị kích động. Cách đây không lâu, Nam Em thông báo bản thân bị hủy show liên tục sau những ồn ào. Bạn trai cô trở thành trụ cột tài chính. Cả hai đã dọn lên Đà Lạt để sinh sống và kinh doanh online. Nam Em cho biết, tối đa mỗi ngày có thể kiếm được 60 triệu, có ngày khoảng 30 triệu, tính trung bình là 40 triệu một ngày. Mỗi tháng tôi có thể kiếm được 1 tỷ hơn, nhưng mà trừ nguyên liệu các thứ sẽ không còn bao nhiêu đâu. Mốt, tôi sẽ làm thêm vào mặt hàng như sữa tắm, sữa rửa mặt, son môi. Cỡ vậy, sống tới già là thơm rồi. Nhiều người chúc mừng cho khởi đầu vô cùng thuận lợi của người đẹp quê Tiền Giang sau khi trải qua biến cố. Dù hiện tại, Nam Em không còn hoạt động về nghệ thuật vì trước đó liên tục bị hủy show, tuy nhiên cô và bạn trai đã nhanh chóng lấy lại cân bằng về mặt kinh tế. Trước đó, Nam Em cũng đã bị hủy show sau ồn ào, bản thân cô cũng rơi vào khủng hoảng tài chính. Nam Em không dám ra đường vì trong tài khoản chỉ có 700.000 đồng. Với số tiền đó, cô chỉ dám ở nhà vì ra đường là phải xài tiền, mà cô thì không có tiền. Song phía Nam Em cũng thường xuyên gây tranh cãi vì giới thiệu sản phẩm không cụ thể, gây hiểu lầm đối với người tiêu dùng. Trước đó không lâu, trợ lý Nam Em đã từng vạ miệng trên livestream khi khẳng định nước hoa được làm từ 100% cồn và có mùi hương dễ chịu.
Theo phía Nam Em giải thích, cồn này là cồn dành cho nước hoa được nhập từ Pháp và an toàn nhưng vẫn khiến công chúng cảm thấy hoang mang. Trước đó, sau những nguồn nào, Nam Em quyết định di chuyển lên Đà Lạt sinh sống. Dù đã hai lần bị phạt hành chính về hành vi live stream không đúng quy định, nhưng hiện tại, Nam Em vẫn tiếp tục live stream. Tuy nhiên, nội dung live stream cũng chỉ là giao lưu đơn thuần với khán giả và chưa có biểu hiện gì bất thường như trước. Hiện nay, sức khỏe của Nam Em là điều mà khán giả đang đặc biệt quan tâm. Cư dân mạng đồng loạt hỏi câu hỏi, ánh mắt của Nam Em dạo này lạ lẫm quá. Thậm chí trong live stream mới đây của Nam Em, cô còn trợn tròn mắt nhìn thẳng vào camera, chơi trò cúc hà đối với người xem. Biểu hiện này của người đẹp lại khiến fan tỏ ra rất lo lắng, trông khá dị hợm. Trên live stream, người đẹp quê ở Tiền Giang cho biết cô đã hết tiền nên chồng sắp cưới là trụ cột gia đình. Cả hai đang tập trung kinh doanh và kiếm tiền trở lại. Hoa khôi đồng bào sông Kiều Long nói cô không thể chia tay bạn trai vì anh đối xử với tôi quá tốt, là một người chồng lý tưởng cùng cô vượt qua mọi sóng gió. Trong thời gian gần đây, cư dân mạng cũng nghi ngờ Nam Em bắt đầu có dấu hiệu bất thường khi chuyển đến Đà Lạt sau biến cố. Chính bản thân người đẹp cũng thừa nhận trên live stream rằng nãy giờ em cười vô tri quá, có khi thần kinh của em không ổn định thật không? Vậy là em không bình thường hả? Nhiều khi em thấy em khó hiểu quá. Sao anh như một đứa khùng như vậy? Nam Em hỏi chồng sắp cưới. Anh thích cái khùng của em hả? Tự nhiên nửa đêm dậy ngồi khóc. Dạo này thần kinh rung rinh dữ lắm. Trước ý kiến của nhiều cư dân mạng hướng về Nam Em, chồng sắp cưới của Nam Em, ông xã Bùi Hữu Cường cũng lên tiếng. Ông Cường nói rằng Nam Em là con người sống theo cảm xúc nên rất dễ bị kích động. Còn việc cô nàng bị thần kinh thì không có, vì chồng sắp cưới luôn bên cạnh cô 24/7 và có cảm nhận về Nam Em hoàn toàn bình thường. Nhiều người ngưỡng mộ hy vọng Nam Em sẽ tập trung cho công việc, không đưa ra những phát ngôn quan điểm dễ gây tranh cãi trong thời gian tới. Nam Em, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Lệ Nam Em, hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long năm 2015. Cô sinh viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Hà Nội không chỉ được chú ý bởi vẻ đẹp đoan trang, thanh lịch giống như hoa hậu Đặng Thu Thảo, mà còn bởi cái tên khá lạ, Nguyễn Thị Lệ Nam Em. Nguyễn Thị Lệ Nam Em sinh ngày 15 tháng 1 năm 1996, có chiều cao 1,71m. Các chỉ số đo 82-61-89cm. Ngoài ra, cô còn giành giải phụ người đẹp tài năng. Người đẹp Nam Em cũng đã từng đoạt danh hiệu Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015 vào top 10 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015. Cô cũng từng tham gia thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Trước khi đến với cuộc thi mang tính chất toàn cầu này, Nam Em đã giành quán quân 2 mùa thi. Cụ thể, đó là cuộc thi Hoa khôi đồng bằng và trở thành người kế nhiệm thứ 2 của Đặng Thu Thảo. Hoa hậu Việt Nam cũng là Hoa khôi đồng bằng năm 2012. Với nhan sắc ngọt ngào cùng với hình thể nóng bỏng, Nam Em từng đạt thành tích ấn tượng trên đấu trường nhan sắc quốc tế khi lọt vào top 8 Hoa hậu Trái đất 2016. Cô cũng có tiềm năng trong lĩnh vực ca hát diễn xuất, tuy nhiên tên tuổi của Nam Em chỉ nổi như cồn sau scandal với tình ái với Trường Giang. Năm 2018, giữa lúc tin đồn Trường Giang có trục trặc tình cảm với Nha Phương, thì Nam Em bất ngờ công bố có tình cảm với Nam Danh Hài. Người đẹp còn tiết lộ những chi tiết động trời như lén lút đến nhà Trường Giang để tặng bánh, tặng quà trong khi thời gian đó, anh vẫn đang trong mối quan hệ nghiêm túc với bà xã hiện tại. Cuộc tình 30 ngày bí mật của Nam Em và Trường Giang thời điểm đó đã làm dậy sóng cộng đồng mạng. Những phát ngôn của Nam Em đã đẩy Trường Giang vào tình huống vô cùng khó xử. Nam Danh Hài thừa nhận có thích Nam Em nhưng không hề tồn tại tình yêu. Trường Giang chưa biết, anh không trách Nam Em cho rằng Nam Em dường như có vấn đề về đầu óc. Cô không như người bình thường, có những việc cô ấy làm mà mình không hiểu được. Sau đó, mặc dù đã có những gửi lời xin lỗi công khai đối với Nha Phương trên trang cá nhân, nhưng Nam Em vẫn hứng chịu vô số những lời chỉ trích, mỉa mai từ cộng đồng mạng. Giữa năm 2018, khi scandal với Trường Giang chưa kịp nguội, thì Nam Em đã tuyên bố cô đã tìm hiểu một mỹ nam Hàn Quốc. Hai người đã gặp gỡ hợp tác cùng đóng một bộ phim ngắn và MV. Nam Em cũng chia sẻ, dù cả hai có những bất đồng về ngôn ngữ, nhưng vẫn cố gắng liên lạc để giữ cho nhau một mối quan hệ đẹp nhất định. Tuy nhiên, chuyện tình này cũng nhanh chóng kết thúc và chìm vào quên lãng, cũng không được ai quan tâm. Nhiều người cho rằng, việc công bố tìm hiểu bạn trai chỉ là một chiêu trò để Nam Em gây sự chú ý cho sản phẩm âm nhạc của cô thời điểm đó. Cuối năm 2019, Nam Em tiếp tục vướng vào lùm xùm tình cảm gây xôn xao cộng đồng mạng. Sự việc bắt nguồn từ video clip chia sẻ hình ảnh diễn viên bị một cô gái đề khỏi thảm đỏ tại một sự kiện. Theo thông tin trên mạng xã hội, cô gái đó chính là Bảo Trân, vợ trước cưới của MC Quốc Bảo, và vụ xô xát đã xảy ra do Nam Em bị nghi vấn là người thứ ba trên nền mối quan hệ của cặp đôi. Sau đó, đích thân vợ trước cưới của MC Quốc Bảo cũng đã đăng đàn lên mạng xã hội tố Nam Em là tiểu tam. Về phía Nam Em, cô khẳng định đã chấm dứt quan hệ tình cảm với Quốc Bảo từ lâu. Người đẹp còn thẳng thắn tuyên bố sẽ kiện Bảo Trân nếu tiếp tục vu khống. MC Quốc Bảo cũng đã gửi lời xin lỗi Nam Em vì đã lôi người đẹp vào những lùm xùm tình cảm không đáng có. Sau vô số sự cố scandal tình cảm, Nam Em vẫn tiếp tục được xem như là nữ hoàng thị phi của showbiz với những phát ngôn gây sốc. Cũng rất nhiều lần, Nam Em từng nhắc về một người bạn đại gia mà cô đã chia tay. Nam Em cho rằng cô bị bạn trai xem thường và không chịu cho thân.
đó cũng là mối tình không chỉ mang đến cho nam em những cú sốc tinh thần mà còn lao đao khiến kinh doanh thua lỗ.